Assalamualaikum, Labas. Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Mình là Lan, rất là vui được gặp lại mọi người ngày hôm nay. Thì một trong những hoạt động quan trọng của người Thái trong ngày đầu năm mới thì đó chính là đi chùa. Thì cũng giống như người Việt mình ha. Và để xem là những nghi thức mà khi đi chùa của người Thái có khác gì với người Việt mình hay không thì mọi người nhớ theo chân mình nha. Hiện tại thì mình đang đứng ngay tại chùa Núi Vàng, người Thái gọi là Wat Saket, là một trong những ngôi chùa cổ kính và lâu đời nhất ở Bangkok. Nói chung là ngôi chùa rất là đẹp luôn, mọi người theo chân mình nha. Đây chính là cái khu vực ở dưới trong khuôn viên của chùa luôn, đó là lễ hội về ẩm thực là nhiều. Đây là một cái gian hàng mà chuyên về những cái món tráng miệng, những cái đồ ngọt đó, những cái món đồ ngọt cổ truyền của người Thái. Cái món này chính là phoi thon mà mình hay gọi là món mì sợi mọi người. Nguyên liệu chính của nó chính là lòng đỏ trứng á. Người ta rây qua một cái rây xong rồi nó sẽ chảy xuống và tạo thành hình sợi sợi. Nó sẽ được nấu trong nước đường và có thêm hương hoa nhài hoặc là hoa hồng gì đó, rồi có thêm siro đồ nữa. Người ta nấu cái nước đường cho tới khi mà nó hơi ngã màu vàng vàng á, xong người ta mới cho trứng vô để mà làm trứng. Món này không chỉ là để ăn riêng như vậy mà nó có thể làm giống như topping cho nhiều loại món khác đó mọi người. Và đây chính là món bánh đậu xanh trái cây. Bánh đậu xanh trái cây thì cái nguyên liệu chính nó là chính là đậu xanh nha mọi người. Đậu xanh với nước cốt dừa, xong người ta tạo hình cho nó hình trái cây, trái gì cũng được, trái xoài, trái mận gì đó, xong rồi người ta quét thêm một cái lớp màu lên để làm cho nó bắt mắt đó mọi người. Nói chung mình cũng phải khéo tay lắm mới thành trái ha, chứ không mình nặng hồi mà cái trái mận nó ra cái trái gì luôn thì chắc mệt. Rồi đây là mình thấy trong gian hàng, trong đây mình thấy trong lễ hội có một cái gian đề là bánh dạng như bánh xèo Việt Nam á mọi người. Mà mình nghĩ chắc kiểu Thái quá vì cái nhân nó khác với lại của bánh xèo của mình. Bánh xèo của mình là nhân tôm thịt hay là nhân mà đa phần là nhân mạnh, xong mình ăn với nước mắm đúng không? Còn đây bánh xèo đây đó là mình thấy là có đậu phộng nè, có hành lá nè, xong rồi có dừa sợi nữa. Nói chung là nó khác với cái nhân bánh xèo ở Việt Nam của mình. Anh đó chắc là nhân ngọt quá tại vì không thấy có nước chấm. Bánh này là một cái món bánh crepe giòn truyền thống của người Thái. Thì mình đã từng giới thiệu về món này rồi, nếu mà mọi người muốn biết thì nhớ nhấn vào cái link ở phần mô tả phía bên dưới ha. Bây giờ mình sẽ qua món này. Cái sợi dừa non được trộn chung với lại khoai môn đó mọi người, thêm bột nữa để người ta tạo thành hình cái bánh này. Nó là nó ngọt, ăn nó sực á. Rồi sau khi mà tham quan xong cái phần mà ẩm thực ăn uống rồi đó, bây giờ thì mình đi lên chùa đi. Chùa Núi Vàng là một trong những ngôi chùa cổ nhất Bangkok. Chùa có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 14, tức là từ thời Ayutthaya mọi người. Đây cũng là một trong những ngôi chùa mà nổi tiếng nhất ở Bangkok luôn. Hàng năm nó thu hút rất là nhiều du khách tới tham quan. Điểm đặc trưng của ngôi chùa đó là chùa nằm trên một cái ngọn núi nhân tạo. Đó, mọi người có thấy rất là nhiều kền không? Rồi có bộ xương nữa. Vào cuối thế kỷ 18 á, ở Bangkok á, thì có một cái đại dịch rất là lớn. Thì rất là nhiều người chết, khoảng hơn 60.000 người lận. Thì sau khi những người mà mất á, thì sẽ được đưa xác về trong chùa Núi Vàng này để mà hỏa táng. Nhưng mà số lượng ngày một tăng, dần dần chất thành đống thì trở thành mồi ngon cho kền tới rỉa xác. Sau này thì ngôi chùa được các nhà sư tụng niệm này rồi cầu siêu cho những người đã khuất. Thì cái địa điểm này là gợi nhớ về cột mốc trong lịch sử. Cái đường lên chùa rất là đẹp luôn. kiểu chùa được bao quanh bởi cái cây cối xanh giống như là một cái khu rừng vậy mọi người, nên tạo cái không khí rất là trong lành luôn. Nếu ai mà muốn đi tới tham quan chùa nên đi vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều mát, tại vì bây giờ mình đang lên nè, trời ơi trời rất là nắng và nóng luôn. Được cái là có gió nên cũng đỡ phần nào á mọi người. Thì cái thời gian mà đi tới chùa đẹp nhất là vào khoảng buổi chiều á mọi người. Nếu mà mọi người có thể đứng từ trên cái ngọn bảo tháp mà ngắm hoàng hôn xuống, nói chung là rất là đẹp. Để lên được ngọn bảo tháp thì phải vượt qua 300 bậc thang. Nói 300 bậc chứ mình đi cũng không thấy là mệt lắm đâu mọi người ơi. Đi rất là dễ luôn vì cái bậc thang này họ làm không quá khó đi á. Chùa này thì có hai cái lễ hội lớn nhất trong năm. Một là lễ hội Songkran là mình đang đi ha. Còn cái lễ hội thứ hai đó là lễ hội cúng xá lợi Phật thì được tổ chức vào khoảng tháng 11. Mình thấy đa phần người Thái á, người ta đi chùa là người ta cầu bình an nè, sức khỏe cho bản thân gia đình, chứ không phải là cầu về tiền bạc, về chức tước. Quên nói với mọi người là cái giá vé đối với khách nước ngoài mà tới chùa thì là 50 baht, tính ra là khoảng 35.000 tiền Việt của mình ha. Thì chùa thì mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Rồi sau khi mà lên tới đây nè mọi người ơi, thì mình sẽ phải bước qua cái khu vực điện thờ này để mà đi vô lên trên nữa. Ở trong này có rất là nhiều tượng Phật luôn, có những tượng Phật rất là lâu đời rồi, rất là cổ luôn. Rồi khu này sẽ là cái lối để đi lên trên đỉnh tháp chuông nè, thì phải bước lên những cái bậc thang gỗ này. Rồi mình tới nơi rồi. Ngọn bảo tháp này thì là ngọn bảo tháp dát vàng luôn đó mọi người. Ngọn bảo tháp này cao tới 58 mét. Một trong những nghi thức quan trọng trong ngày đầu năm mới đi chùa của người Thái đó chính là tắm Phật. Vào ngày lễ Songkran thì không những ở chùa mà ở ngay tại một số nơi cũng như trung tâm thương mại, người ta cũng sẽ có tổ chức cái nghi thức tắm Phật này. Thì người ta sẽ xếp những tượng Phật dài và có trang trí hoa ở phía dưới. Sau đó mỗi người sẽ dùng múc nước sạch mà đã được chuẩn bị sẵn để mà rưới lên các tượng Phật. Thì nếu mà hoặc là dầu thơm mọi người. Xung quanh cái khu vực này sẽ có rất là nhiều chuông, mà mình thấy rất là nhiều bạn trẻ tới đây luôn và người ta đánh chuông. Mình cũng không hiểu cái ý nghĩa của cái việc đánh chuông hay là xoa chuông như bạn này. Nếu mà ai mà rành hay là biết thì nhớ comment bên dưới cho mình biết đó nha. Cảm ơn mọi người. Khu này đó chính là người ta treo những cái lời ước nguyện lên trên cái chuông này mọi người. Nói chung là đứng từ khu này mình có thể nhìn được toàn cảnh của Bangkok luôn. Mọi người thấy cái không gian kiến trúc ở khu này không? Là nó xen lẫn giữa những tòa nhà hiện đại với lại cái không gian cổ kính của ngôi chùa này. Nói chung là một cảm giác khó tả ha. Khi mà mình chuẩn bị đi về thì dù trời rất là nắng luôn nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người đang leo lên chùa mọi người. Thôi bây giờ mình đi xuống. Đây là cái khu vực gần ở phía dưới trên núi á mọi người. Trên đường mình đi tới lễ hội này thì mình thấy rất nhiều hàng quán đóng cửa lắm. Đường xá thì xe cộ thưa thớt, tại vì người ta về quê ăn Tết á mọi người. Kiểu giống như đoàn viên, đoàn tụ với gia đình á. Thì cũng giống như ở Việt Nam mình ha. Có nhiều bạn trẻ tới để mà làm công đức rồi cầu may mắn, bình an, sức khỏe cho gia đình. Rồi đây là tiết mục thảy đồng xu, để thảy đồng xu may mắn. Rồi đây chính là cây bồ đề. Trong suốt 3 ngày lễ hội của chùa thì sẽ có rất là nhiều các hoạt động như là trò chơi dân gian, múa rối dây, biểu diễn về nhạc cụ truyền thống của người Thái. Thường thường sau ngày đầu tiên là ngày đi chùa đúng không? Thì ngày thứ hai người Thái người ta sẽ tham gia lễ hội té nước. Do cái tình hình Covid còn đang diễn biến phức tạp ở Bangkok ở Thái Lan luôn, nên năm nay cũng như năm ngoái là không có được tổ chức lễ hội té nước nữa. Nên sau khi đi chùa thì mọi người sẽ đi về nhà. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Thì trong video tiếp theo mình sẽ giới thiệu với mọi người về khu phố ẩm thực nơi mình sinh sống. Nói chung là có rất là nhiều món ngon, mọi người đừng bỏ lỡ nha. Để mà xem được nhiều video hơn thì mọi người nhớ nhấn đăng ký, like, chia sẻ. Còn nếu muốn góp ý thì mọi người nhớ để lại comment bên dưới nha. Cảm ơn mọi người.